Hi, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình nha. Hôm nay là ngày Tết Lạp Bát ở Trung Quốc, nên mình sẽ dẫn mọi người đi ăn cháo Lạp Bát cùng mình nha. Tết Lạp Bát còn gọi là đại lễ cầu may mắn, diễn ra vào ngày mùng 8 tháng Chạp âm lịch, được xem như là khởi đầu của chuỗi các lễ hội mừng năm mới. Nhưng mà hình như là chỉ phổ biến ở miền Bắc thôi. Mình có search Google thì thấy là có một ngôi chùa ở Bắc Kinh thì sẽ có các vị lạt ma phát cháo cho người dân tham dự lễ hội. Trước khi ăn cháo thì mình sẽ đi ăn bún ốc. Món này thì có nguồn gốc từ thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Nhưng mà mình thấy là bây giờ ở thành phố nào, tỉnh nào ở Trung Quốc cũng có hết á. Chắc là mọi người đều biết món này ha. Nó được nấu từ ốc, xương heo hoặc là bò với lại măng ngâm chua. Nhưng mà người ta sẽ vớt cái ốc ra, chỉ giữ lại cái nước dùng thôi à. Mình thì khá thích cái củ cải muối ăn kèm. Lúc này thì mình đang đi tìm cái quán để mà ăn cháo Lạp Bát nè. Nhưng mà cũng hơi khó tìm là tại vì ở đây nó là trong hẻm, khu này gần chợ điện tử, cho nên nó là hàng quán này kia cũng rẻ hơn là ăn ở bên ngoài gần trung tâm thương mại. Cái quầy bán hàng rong vẫn còn dùng cái cân như này nè. Mình ghé mua một ít củ sắn. Đây là một tiệm bánh của người Tân Cương mở. Những cái món ăn ở đây thì chủ yếu là dành cho người đạo Hồi. Các bạn có thể thấy mấy cái họa tiết ở trên những cái dĩa rồi trong tiệm đều là họa tiết ở Tân Cương hết á. Rốt cuộc là mình phải đi qua một con đường khác để mà ăn cái cháo Lạp Bát đó, tại vì cái con hẻm hồi nãy mình tìm hoài không có thấy cái quán đó ở đâu hết. Gọi là cháo nhưng mà mình thấy nó giống chè hơn. Người ta kêu là sẽ được nấu từ 30 nguyên liệu, bao gồm là kê, gạo, nếp, gạo lọc, hạt dẻ, đậu đỏ, bột củ ấu, táo đỏ, rồi còn có hạt nhân, hạt óc chó, đậu phộng, nho khô, đường đỏ với lại củ sen. Trên đường về thì mình tìm thấy tiệm bánh này, hình như là mới mở hay sao á, tại vì đó giờ mình chưa có thấy bao giờ hết. Nhìn không gian quán cũng xinh ha. Mình thì thích ăn bánh ngọt lắm. Ban đầu mình không có ý định quay anh trai lại đâu, nhưng mà mình nghĩ là mình muốn giữ kỷ niệm, tại vì anh trai này rất là tử tế và dễ thương luôn á. Anh còn chúc mình năm mới vui vẻ nữa. Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã xem hết clip của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại.